Kính thưa quý cô chú anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề đường tình cảm. Đường tình cảm này là đường tình cảm khống chế rất mạnh, chủ đề quá hấp dẫn luôn, đúng không quý cô chú anh chị em? Đường tình cảm khống chế rất mạnh, nghe rất là lạ. Tại vì cái đường tình cảm này á là cái đường tình cảm mà của những doanh nhân, những nhà lãnh đạo, thì cái đó là khống chế mà rất mạnh là đúng rồi. Để Tuyết Già vẽ nha, hấp dẫn quá. Đây, quý cô chú anh chị em thấy rõ không? Bắt đầu đường tâm đạo như thế này nè, chạy lên tới gò mộc tinh, thẳng lên luôn nha, giáp cái gò mộc tinh luôn. Nhìn vô cái đường này á là phải nói là cái đường rất là lạ, cái đường này cũng hơi hiếm. Đường này của những nhà lãnh đạo, những người chức vụ quyền cao chức trọng, những người mà người ta danh nhân, những cái tập đoàn, những cái gọi là thứ dữ luôn. Cho nên á, khi ai mà yêu cái người đàn ông này hoặc là cái người phụ nữ này thì á, người ta khống chế tình cảm của mình. Tự nhiên người ta rất là gọi là người ta cũng như là bản thân người ta rất là ảm đạm, rất là thờ ơ với chuyện tình cảm lắm. Tự nhiên cái đầu óc của người ta là một cái đầu óc làm việc sứ mệnh, lãnh một cái lệnh sứ mệnh, làm việc cho xã hội, làm việc cho tập đoàn. Người ta không có rảnh mà để người ta đi yêu, đi tình, đi cảm hết. Phải nói thẳng, tại vì tạo hóa sanh ra con người âm dương hòa hợp, trai phải có vợ, gái phải có chồng đó. Nhưng mà cái người này á thì người ta cũng có vợ có chồng, đúng không, mà người ta rất là thờ ơ lãnh đạm. Người ta không có giống như là không có ướt át đi, không có lãng mạn, không có lãng mạn đó, mà họ lạnh lùng lắm. Không phải họ không phải yêu mình, đúng không, người ta cưới mình mà nói sao ta không yêu mình, yêu chứ, nhưng mà tự vì cái công việc của người ta nó áp vô cái đầu người ta nhiều quá rồi. Đôi khi cái chuyện tình yêu người ta phải đè xuống, cái công việc nó đè nén tình yêu á, thì đây gọi là cái đường tình cảm khống chế tình không cái đường tâm đạo khống chế tình cảm đó. Khống chế mà trong sách nó để như đầu quý của chú anh chị em, khống chế mà thêm chữ rất mạnh nữa, chứ không phải chữ khống chế không. Bởi có những nhiều cái con đường nó rất là lạ lùng. Nhưng mà nếu như nhiều khi á, ai có những cái đường tâm đạo như thế này mà nó hơi lợt, hơi mờ hay cắt đứt thì cũng không có được làm lãnh đạo. Nó không có tác dụng trong cái đường, trong cái thăng quan tiến chức làm lãnh đạo, làm chủ tịch tập đoàn. Mà nó lại mang trong người một cái tính cách cũng y chang như vậy luôn đó. Cho nên nhiều khi quý cô chú anh chị em, hay là các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ nha, mà nếu lập gia đình trúng cái người này thì phải chấp nhận. Không phải người ta không thương mình, ai mà rảnh mà đi mà được tổ chức một cái đám cưới mà to đùng rồi nói sao không thương, đúng không, không thương thì ly dị đi, đúng không, mà ta không có ly dị mà ta tại vì cái tính cách của người ta vậy. Nhiều khi người ta không làm lãnh đạo mà người ta lại suy nghĩ về cái đầu óc, suy nghĩ về cái chuyện mà tích cực, những cái chuyện mà xã hội, hoặc là xem tin tức những cái người mà mang sở hữu như vậy. Tại sao không làm lãnh đạo được? Là bởi vì đường này không có đậm rõ cho nên cũng không có làm lãnh đạo được, đúng không? Chừng nào mà cái đường mà đậm rõ thì mới làm lãnh đạo được. Bất cứ đường nào cũng vậy, khi mà cái đường mà may mắn, cái đường tốt đẹp, cái đường giàu có thì Tuyết Già luôn luôn nói là phải đậm mới có kết quả, còn nếu như không đậm thì không có kết quả bao giờ hết á. Nó khó dễ sợ luôn. Nhưng mà nói thật chứ quý cô chú anh chị em, nó khổ gì nè, cái đường nghiệp á nó chỉ nhẹ nhàng vô thôi là nghiệp nó tới rồi. Nó khổ, cái đường nghiệp mà nó mờ nó cũng nghiệp nó tới thôi, mà cái đường tốt đẹp mà nó mờ thì mình lại không được hưởng đó. Thì công nhận nó trớ trêu dễ sợ luôn đó. Trong sách người ta để rất là rõ ràng. Nhưng mà thường thường những cái người mà có cái đường tâm đạo như vậy
dù nam hay nữ nha, dù nam hay nữ thì cái vần trán cũng phải, không phải như cái vần trán của Tiết Già nha, cái vần trán này phải rộng hơn chút xíu nữa, phải cao hơn chút xíu, phải rộng hơn chút xíu nữa thì nó mới xứng với cái đường tâm đạo này đó. Cái gì nó cũng phải có cái nguyên do, cái lý do của nó hết. Chứ nếu như mà cái người mà trai vần trán như Tiết Già như cái mặt nhỏ xíu như vậy, không bao giờ lại được cái đường tâm đạo như thế này hết. Nó rất là lạ lùng, làm như là trời xanh, người ta là tiền kiếp, người ta đã từng làm lãnh đạo rồi, người ta đã từng làm chức vụ cao rồi, hay sao á, kiếp này người ta vẫn mang y cũ luôn, cái mặt phải to mà to đẹp nha quý cô chú anh chị em nha, to thông minh á, rồi cái trán cũng phải rộng nữa, thường thường là nó phải đi cái cặp bài trùng luôn, cái tướng rất là cũng như là phong độ vậy đó. Đàn ông thì phong độ mà phụ nữ là cái tướng cũng là mạnh mẽ. Thường thường những cái con đường mà nó đậm như thế này á, là nhìn vô cái tướng là biết liền. Tại vì Tiết Già nghiên cứu về chỉ tay, Tiết Già biết những cái đường tình cảm hoặc là cái đường trong cái bàn tay mình mà nó yếu ớt á, là cái con người mình tự nhiên nó cũng mềm mỏng theo, nó yếu ớt theo đó. Nó rất là lạ, cho nên Tiết Già thích nghiên cứu về chỉ tay, về tâm linh là như thế đó quý cô chú anh chị em. Đây đó, mà thường thường những cái đường này nè quý cô chú anh chị em nha, nó phải đi thêm với cái đường trí đạo, trí đạo thẳng băng đó. Tại vì cái người mà lãnh đạo á, không ai mà có cái đường trí đạo ngắn ngủn, đúng không? Cái đường trí đạo ngắn ngủn làm sao mà họ thông minh, họ suy nghĩ được sâu xa để họ lãnh một trách nhiệm cao cả đó. Đó Tiết Già chia sẻ luôn để quý cô chú anh chị em xem trong cái bàn tay của con em mình, đúng không? Nhiều khi những đứa bé mới ra đời của năm 2021 này thì những đứa bé đó mà vừa lọt ra thì đã có những cái con đường này đã sẵn từ ở trong bụng mẹ ra luôn á. Thường thường là cái tướng số mà cái tướng phúc á, mà những tướng lãnh đạo là nó hiện rất sớm, nó hiện sớm từ cái thời mà em bé còn trẻ là nó hiện luôn đó. Còn thường á, những cái đường mà hiện mà giống như là nó chậm lúc mà tuổi già mình á, thì nó hiện gì? Nó hiện những cái con đường gọi là con đường may mắn. Con đường may mắn thì nó lại hiện lúc cái tuổi 40-50. Con đường tài vận nó sẽ hiện lúc tuổi 40-50, 60 gì đó hen. Mà cái con đường mà có chức vụ rồi đó hen, mà cái con đường doanh nghiệp á, là không bao giờ mà nó hiện ở cái tuổi muộn hết. Hiện luôn lúc còn nhỏ, còn mới lọt lòng ra. Thì mới lọt lòng ra cái bàn tay còn hơi gọi là chưa có được thẳng lắm, thì mình chưa có xem rõ, nhờ xem phải để cho em bé hơi dài 3 tháng lớn lớn chút, cái bàn tay đưa ra chút á, thì lúc đó cái đường nó hiện rất là rõ luôn á quý cô chú anh chị em. Tiết Già chia sẻ để nếu mà ai có con đường này mà chưa làm được lãnh đạo thì cũng là thuộc về người mà quyền cao chức trọng trong gia đình, gọi là cái người chồng đó hoặc cái người vợ này người ta có quyền quy, tự đây là cái tính cách của người ta không có thể thay đổi được. Tại vì cái đường tâm đạo bị cắt nha, bị cắt là tức là không có sự, không có có tác, không có cũng như kết quả tốt đẹp, không có làm lãnh đạo được, mà nó ngược lại là nó cũng bình thường thôi, chỉ là về tính cách thôi. Tiết Già chia sẻ về cái đường mà đường tình cảm mà bị khống chế nè, hôm nay gửi đến quý cô chú anh chị em. Để quý cô chú anh chị em xem bàn tay của con em mình, ai có cái đường này thì tương lai sẽ làm lãnh đạo, sẽ làm chức vụ cao, sẽ làm những cái tổng giám đốc, tổng tập đoàn, mà phải nó thẳng đẹp, đụng lên tới cái ngon út luôn, tức là nó qua nè, nó ôm trọn cái gò mộc tinh là kết quả tốt đẹp. Tiết Già xin chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.